chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay tuy là có mời mấy anh em đến để nhậu lai gai chơi thì có món ba gọi. Ba gọi nướng sợi tế. Rồi, thứ hai là ướp sợi tế. Rồi với gà, gà thì hầm chả. Gà này ăn được, gà này cũng ngon rồi đó. Hay. Hồi nãy hình như em thấy em mặn em chuột thấy có cái liền chứ. Sao mà ngủ hả? Ừ, mà ngủ thiệt. Gà này hơi nhỏ ký rồi bán rồi. cũng hơi khó. Gà nồi mà cái mắm nó nhỏ ngắn quá không Quỳnh. Mắm dài, gà đổ mắm dài. Dài mắm. Thì bữa nay thì cũng được 20.000 sa chúc. Cũng hơi mừng tí rồi có mời mấy anh em đến. Thì lát nữa còn một món cá dồ kho lạc với trái bần. Với gỏi ốc trộn với trái cây. Một bén bén không nghe. Này cho chú Hai ra nghề làm món ba gọi để nướng nha. Rồi. Giờ nhờ anh Mười xuống cái cá với em nha. Nước thang đi. Nước thang đi bà. Rồi anh Hoàng thì đút thang vô. Rồi giờ trong này cũng có tỏi, củ hành tím, nước mắm, bột ngọt với hết rồi, nước mắm, bột ngọt với rượu hả? Với sa tế. Mình ướp cho nó thấm như vậy, nước mắm cho nó xương xương chứ mình không có ướp đường cái nó nướng nó khét. Ở bên đây á thì anh Trường đang cắt chuối nha cả nhà, cắt chuối cây để hồi làm gỏi ốc nắng chuối cây. Còn bên đây thì chú Út đang chặt dừa để mà hồi làm lẩu gà nha cả nhà. Đó, hôm nay mấy anh em túm lại là để mình lặt rau. Thì trong đây gồm có nhiều loại rau, thứ nhất là bông bí, rồi mình ăn là lẩu, còn rau sống thì mình ăn sạch với thịt nướng. Đó, còn bành thì để mình kho với cá. Kho cá gì? Cái kho cá dồ. À kho cá dồ. À sai thì bành ra mình ăn với cá dồ kho lạc. Cái nhúc thì ăn lẩu với mướp với nấm nè. Đây là mình không sai không về ha. Nay nhiều món á. Nay nhiều món á. Con rửa con bự bự bắt nha. Anh nói chạy thấy rồi chủ nhà có bắt rửa con nhỏ bắt không chừa con bự lại đi. Ở lâu lâu có em vô bắt lại hai ba con gì đi. Rồi sang để tôi đuổi lần này đuổi lại được. Để tôi đuổi lần luôn đi. Cái chừng mấy chửi cái giò nó anh ơi. Đó, chưa? Đó, tao tưởng chạy cái bển này. Tưởng khôn lắm. Đó, con có tao tưởng còn nằm đây nè. Dính con nào ăn con đó luôn hả chú ơi? Dính con nào mình lượm qua máy. Vậy đó. Rồi qua rồi ông ơi, nhấc luôn rồi ông ơi. Để lại. Đó, mà vô đếm bành kia luôn. Ủa, sao con rồi đó? Đúng không? Dính vô đếm rồi. Trời ơi, vô đếm nó đã. Đừng có thảy nha, nó uổng lắm nghe trời. Hết, hộn vô đếm rồi. Trời. Tôi nói trước rồi hả? không có bự là ổng bỏ xuống hết trơn à, ngộ lắm. Kìa. Chặn lại. Rồi, dính rồi đó. Đóng luôn kìa. Mấy ông qua đây nha. Rồi. Lại mời luôn, lại mời. Rồi bắt hết đi cho anh em lượng con luôn.
Đem bò luôn đi, để chảy. Hai con. À, rồi. Quá bự luôn chú hai. Quá bự luôn rồi. Hết biết con vừa đếm nè đã. Còn con này mấy ký chú hai? Hả? Con này giống 5-6 ký rồi mà. Thôi 1 ký rồi. Rồi. Hỏi cái gì ăn nghe. Anh em ở đây chơi đi. Đừng chảy nha chú hai. Chú này chú hai. Vô tay em rồi nó không ra khỏi đâu. Hai cái ngục dính vô đếm thì là hay ha. Dạ. Cái này chỉ có đặt trong mương con thôi. Thương. Dì anh Thương. Dì anh. Rồi, vô. Chào cả nhà. Thì mình đang xào gà cả nhà. Gà rá này thì mình hầm hơi lâu nha cả nhà, khoảng nửa tiếng tới một tiếng nha. Cái món ốc này xưa mình có làm cái ốc trộn với cơm dừa nó tắt. Đúng rồi, có bánh tráng đó. Cơm trộn cơm dừa, có bánh tráng. Nốt lên làm đầu quạo. Làm lông bia đó không? Ừ. Cũng lâu rồi. Nách lộn á. Mẹ chứ ghê không? Ốc này như cái mương mới á. Cái mương mới lên, vừa mới lên là nó mập lắm nha. Bây giờ nó dặn bây giờ nó trống. Ừ. Trống nó mập lắm. Cái vườn cũ không mập chứ cái vườn mới lên á. Vườn cũ nó bị lá, có lá đầu này kia rồi. Nó có mòn. Mương mới là lúc nào cũng mập. Ừ. Ốc bự nữa. Ừ. Còn nó cái hơn. Này nãy giờ mình cũng để gia vị đồ vô đủ hết rồi cả nhà. Nước dừa nãy giờ mình thêm miếng nước lọc vô ha. Này gà này nấu hơi lâu ạ. Cái này mình bỏ đường phèn cả nhà, nấu đường phèn cho ngọt thanh. Nè 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 nè. Dạ. Chở lên cho nó thấm qua thấm lại cái lát mình nướng ra cho nó đều. Cái này mà phải có vài con chuột rồi ha. Cái thảy vô đây kèm ớt nướng cái nữa. Chuột nó mau thơm hơn thịt heo. Vậy là ngon đó. Nhưng mà không có chủ nhà mình đãi thì mình ăn mình dùng này đi. Không mà nói chung mình đâu đòi hỏi được phải không? Thịt này ướp sực tế nướng ăn cũng ngon lắm chú Quỳnh. Mất xin hoa nó ngồi đi. Công nhận hai cá này cũng nhiều thịt đấy cha. Ừ. Cái cá đầu tiên, cá vừa đếm đầu tiên cũng bự lắm. Nhưng mà nó vụt, cái chảy. Dạ. Này thì hồi nhậu thì người cũng khứa đi. Người cũng khứa là này là mặn á. Nếu chứ đông người ăn chắc cũng hết cái gì. Dạ. Này cha kho theo kiểu cha. Cha khử tỏi, hành, ớt rồi với chế nước màu sắp lại cái nữa. Sắp lại cái nữa cho nó đều. Anh Út vườn hôm nay là xài ha, mít gì sao anh Út? Xài đốn hết rồi, giờ trồng sầu riêng nữa mà. Mít, à. Mít với sầu riêng, giờ đốn mít rồi còn sầu riêng. Giờ trồng lại sầu riêng ha. Sầu riêng. À, làm ba mít một lần cậu đốn hết rồi ha. Đốn hết rồi. Ủ mấy tài. Tại nó lão rồi. Ừ, mà còn ăn quá trời dư vốn dư lời còn gì nữa. Chứ con chào giờ thấy sầu riêng trồng mình trồng theo. Chứ cái trồng theo giờ thấy sao trồng theo mà tinh thời bây giờ quá trời. Ừ.
biết bán được không ấy. Cái nữa thì anh mua mấy cưa. Bây giờ chắc cú có một cưa nhà luôn hả? Có luôn hả? Sắm rồi luôn hả? Quá mình cắt cái sao. Rồi chú cây vô. Xài. Trong nước sốt này thì có tỏi, ớt, nước mắm, đường, ngọt, nước tắc cho nó thơm. Chiếc cửa anh xuống. Ốc đắng này mà còn trộn gỗ với chuối cây là thầy. Còn gì bằng nó nữa. Xòi bằm nữa ha. Tán vô đi rượu với chân đũa thầy thứ gì chịu nổi. Bắt lên nước ga mình để ăn trên nước ga cho nóng, để hơi nếu nguội thì nó đóng mỡ dữ lắm. Cá này là cái khứa bự dữ luôn nè. Này bận lát nữa mình ấy rồi mình sẽ dầm ra, chứ mình không có dầm trong nồi. Mình bắt ra cái nồi lẩu nhỏ riêng rồi mình dầm ra. Mình muốn chua nhiêu thì mình dầm nhiêu. Đúng rồi, muốn chua nhiêu thì dầm nhiêu. Yeah. Vàng gấp ra. Vàng tươi luôn chú mày. Ừ. Ướp chặt đây nướng còn gì chịu nấu không? Chỉ mình thua quay thôi, nó cái màu nó không có thôi. Dạ. Dạ, còn hai miếng này mới để vô vì cái dĩ nó nhỏ quá. Hôm nay con thấy sai mồi luôn á chú. Sai mồi luôn, gà cửa. Sai mồi. Cái này mình nấu sai mồi bữa. Dạ. Cái mồi cục đại lắm rồi. Cái này nướng vàng thơm với ngon lắm quá. Ừ, cái này tại con nướng sả tế nó phải vàng chứ. Sả tế nó thơm. Nướng vậy nó mới ngon. Rồi thì hôm nay được máy lá quê được 20.000 người đăng ký, cũng có mời một số anh em đến để lương xương ăn mừng cùng chung với máy lá quê. Thì cũng mời cả nhà dùng chung luôn nha. Rồi mời cả nhà. Chúc mừng máy lá quê. 1 2 3 vô. Vô đi. Mở lên vô cái món thịt heo trước cái đi. Thì anh Út gấp này đâu tới anh Út. Ngay sao? Giờ này mới giờ quan trọng nè. Mấy giờ hả? Anh biết cái này là anh bà đứng đây chứ. Chấm cái gì? Đứng đây đúng rồi. Chấm cái gì? Đó hả? Một cây ở một thời đó. Chấm được không quên. Không, không, không. Chấm cái gì? Rồi mình cũng vô đây chứ. Ừ, vô đi gấp vô đi. Vô đi chứ này. Em trộn được không anh Mừng? Ngon ngon. Làm rổ như ốc đây. Không mình lấy nãy nữa. Lấy nãy. Không dính ốc được. Ốc sao?
Cũng không còn lấy muỗng quá. Không, bây giờ mình chơi kiểu hồi xưa đi, giờ con ốc uống ly gấp không dính thôi. Vừa ăn ngon. Em không, em không. Cái món thịt heo này nướng này là món ruột của Đen rồi phải không? Dạ. Vô, dạ. Mai gốc. Vô anh Tư anh Chính mình đây. Vô. Cái lồng ngầu à. Bây giờ vậy nè. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần nha. Vô. 1, 2, 3, vô. Nhớ nhậu rồi về cũng đi cầu xuống ghe nhé, đừng lội sông xuống ghe nhé. Nước lớn nhiều quá. Nước lớn, bữa nay hên cái là nước lớn. Về lội lên tới mệt luôn hả? Đỡ cầm gầm sát quá. Đỡ gầm sát quá, đi xong luôn. Xuống sông mới leo ghe được. Bỏ mía về xa không? Xa. Vì nó lớn rồi, vậy nó chịu xây lại cho chiều bảy nhóc sáng rồi, cạn sáng cạn, dạ. Sáng nó sáng sáng sát luôn á. Rồi ban đêm anh Hoàng thịt heo đi, anh Hoàng còn anh nướng nữa. Trời trời ơi, tôi nghiệp anh Hoàng, tôi không nổi đâu. Cảm ơn. Gấp miếng dưa leo đi, nó lại ngán anh Hoàng. Khỏi thịt nhiều mà ăn dưa leo cũng là anh chị. Nướng nãy làm hết miếng không chứ dễ vậy. Nãy tôi nướng là mất hết miếng. Mấy ông ăn, mấy ông ăn vậy rồi, mấy ông nói ăn thịt heo quay gì, mấy ông ăn chỉ vậy sao, ăn vậy nè. Đó. Nó có cà chua vô cho đỡ ngán. Dạ. Công nhận vừa ăn ngon ha. Được. Dạ. Anh Mự không nói chuyện nha anh Mự. Nói chuyện lên nghe anh Mự. Anh Mự chưa. Đủ đồ. Mời ở dưới đi xa xa. Vô. Dạ. Vô. Cạn chú hai ơi. Vô. Không công nhận thịt, thịt ăn ướp ngon ha. Không ăn nhiều nhiều vô đi cọc. Gấp vậy này các mình đưa vậy nó thấy miếng dưa leo không đâu, thấy miếng thịt không, thịt miếng kẹp chứ. Trời. Ngon. Cái miếng thịt này cái bề giấy nó dày thiệt. Không lên dày gì nè. Ướp thì nó lâu thấm mà mình để lâu cho nó thấm vô nướng nó mới thấm vô tới trong. Cái mình thua nè, à, dính đấy. Cá giòm này dính con được hả? Quá vô, 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 vô mà mắc cạn sâu. Nó dướng ngoài, dướng ngành ha, dướng ngành. Thánh thần, cậu Út ơi nè. Để cái này vô cái nữa thôi, về chiều nay khỏi mở Út Huy ăn cơm nó. Trời, anh muốn bệnh quá em ơi, ăn cơm nổi. Ăn hết não hả? Ừ. Thằng cá mình lấy từ từ nha, lấy dưới cái ức lấy lên. Ừ. Thôi rồi nó không lấy cái dính cái ức, lấy dính cái bong bóng. Ăn không được mà. Dạ. Cái ức ăn không được. Không, em dính cái bong bóng mà. Ráng ăn đi cho đặt cái ngục, không có chạy cái này đâu. Đi một cái đám cưới không bằng một cái ức cá chồng. Cảm ơn. Không mà mình tính lại, mình nghĩ lại mấy con cá này làm như anh Út vẫn cho ăn đủ màu nè, nó màu lớn. Mà nuôi như vậy nè, ví dụ mơ mốt mình có khách qua xin con hay con, không lẽ ảnh ảnh nói sao giờ? Vui ta. Hả? Chó, chó. Chó, chó. Chó, chó. Ăn đi chứ chưa chắc đâu. Chó, chó đã. Biết mà. Nếu có khách cứ hứa, mình có cái dầu đẹp. Cậu nghiệp mãi, hai em mạnh ha, cậu Út. Tôi hứa với chú Hai luôn á. Cho là cho. Trời. Rồi. Vô. Cái con này chứ. Xài thì vô. Cháo thì vô. Ừ. Cá khô lạc phải để dao xài thì vô cái múc miếng nước chan. Bụng súng hay nó hút nước này vô nó thứ gì chịu nổi. Tụng nhảy hả? Vô anh Tư ơi. Chính đâu rồi? Đây. Vô. Vô đang chờ này, đang chờ dưới rủ tôi nhấc nè. Nãy giờ không? Cái bằng bóng cá kìa. Vậy hả? Mà không ngủ chơi. Vô. Cái này vô. Yếu không dám ngủ mà.
tôi xin miếng xài coi. Này, này có xài đâu. Đây đây. Xài cắm vô như để luộc luôn. Thay bỏ vô nó có xài bỏ vô nó ngon không? Ăn xài với heo. Nhiều khó mà đặt cái xài. Muốn chén không? Đưa đi ở gấp cho chú Năm được đấy. Ồ, da vậy tôi đó, cái da nó mới chịu đó. Cái da nó mới chịu đó. Tự đây 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 đó. Nói vậy chứ không phải đường miếng chứ. Cái lượng ăn được không? Không được kể. Là cái lượng cho anh dạ để bắt dạ lại. Để bắt dạ lại nha. Đưa cái lượng rồi đó. Rồi rồi, lo lắm rồi em. Mùi sống cái gì á? Cái hộp sống dễ vậy. Mở cái đi. Mặn nha. Xem cái kìa. Cái lường nó cũng nóng nha. Đúng là bài lường cho phép. Béo hả? Béo quá. Quá béo rồi đến. Ăn này vô không biết có sao không. Bây giờ vậy ha, chú Hai cũng chúc con trường con kênh Máy Lấy Quê, chú Hai cũng chúc cho cái kênh của con là càng ngày càng phát triển ha. Dạ. Rồi càng ngày càng phát triển, nâng cao lên nữa nghe, bởi vì hú chú Hai vô nhậu nghe. Dạ, dạ, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà con khán giả cả nhà gắng ủng hộ cho em mình nha. Rồi, rồi 1 2 3 vô. Như này mình cũng vô luôn chứ. Vô. Vô. Cả nghe, 100 nghe. 2 3 vô. Vô đây vô, vô theo. Cả nghe. Ở đây thì chúng mừng cảnh vui lắm vậy. Từ là dân cỏ chẳng còn nha, nạt nạt hết chàng. Vậy là nước cỡ chàng, nạt nạt chàng. Vậy là uống nước không hả? Uống nước cũng được nữa, dài ba miếng nước cũng ngon như thường rồi. Đưa cái mắp vô, đưa miếng mắp vô. Để xương mình chích liền đó. Ờ, muốn đi, muốn đi. Muốn đó. Nó răng nghe, nó răng. Dạ, là dân cỏ chẳng còn. Này thì trai thời trung hiếu cánh đầu giò. Ừ, này trai thì cánh với đầu giò. Đúng rồi. Thấy không? Ừ, đúng, đúng, đúng rồi. Đúng luôn. Đúng luôn. Đó, đúng rồi. Trai thời tiết hạnh thì thâu câu gan mề, mà không có thâu câu thì thôi mình chơi như nạt đi. Làm ghẻ cực lắm, cha ơi, thức khuya dậy sớm cái mè về con mà mè nó mất tiêu à. Chơi cánh đi, cánh cổ. Thâu câu mất tiêu à. Rồi làm chén này sẽ là no nữa. Dạ. Mình thử cái nước cái trước nè. Này con cái kinh. À. Dạ. Gì không biết chứ không biết mấy ông sao chứ tôi già già tôi phải nấm rồi, hả? Để nấm người trước. Nấm dài quá. Cả bông. Con gà của em mới hởm ở dưới ghe, em cũng có con gà. À, gà của em mà nuôi mới 8 tháng rồi nha. Mà em hầm tiêu, tiêu xanh. Con này gà của anh là gà nuôi lâu chưa? Gà này nuôi tới 15 tháng nè. Có cửa dài lắm. Cửa quá cái cửa đi mà. Nói chung gà này cũng hơi nhỏ ký rồi bán không được. Nhưng mà thấy nãy anh Hoàng nói luôn. Có Nhật Thần với Liên Giáp. Liên Giáp hả? Ừ, mà những giáp bữa phải không? Liên giáp để chơi thôi, mà những cái giấy nó không có đều giấy, nó dặm tùm lum hết trơn. Nếu mà gà này đem đá là mỗi trận mỗi thắng đó ha. Không, gà này đem đá được rồi. Mà một thì coi như là ở nhà chuẩn bị trước xả với tương giao. Không, mà gà này ăn rồi. Ừ. Gà này ăn mà, gà này ăn mà. Gà này ăn. Em không biết anh nuôi gà sao ha, chứ em nuôi gà là đá hai nước ăn.
Ngày nước. Mà nói cho anh Út ảnh nuôi gà mà anh được con gà anh bằng gì cũng đúng, bởi vì cái chân của nó không được tốt, với cái móng của nó, cái ngón đầu móng nó muốn ngắn ngủn. Mấy gà nó có bao giờ mà bơi chải được như lẻ làng đâu. Đi ít đuổi ít đuổi. Đá cũng không có mai cửa. Nữa. Là ngày xưa người ta đóng dãy là mỗi một cái dãy đều có một cái câu thơ hết trơn. Giả sử như hồi nãy Hoàng nói là liên giáp đóng ở đâu, đóng mà ngang cửa đánh ghi anh hùng. Đó là cái câu thơ mà mấy cái ông già xưa mà đá cửa chốt á. Còn Nhật thần mà đóng ở đâu, đóng mà ngang cửa dãy hầu phòng thương, tất nhiên là không bao giờ chết tại trường. Một là chạy, hai là về nhà mà học chạy hai thua hả? Dãy hầu phòng thương. Với, Nhật thần đóng ở đâu, đóng mà ngang cửa dãy hầu phòng thương. Còn thêm một cái câu tục ngữ nữa nè, cũng như gà đều, người ta nói gà đều chân trắng mỏ ngà, mà đá đâu thua đó, có nhà dở kèm theo á, chung ta. Vậy, gà đều chân trắng mỏ ngà, đá đâu cũng vậy, đem về nhà hầm tương. Đó, chứ không phải mà... À, này, chú già nấu với dưa hấu ha. Chú già ghi là dưa hấu gì nữa. Thôi giờ cũng... cũng với mà thợ nấu máy lá quê đi ra. Đây nè. Rồi chúc kênh máy lá quê càng ngày càng phát triển nha chị. Rồi, cũng cảm ơn mấy chú tới chung vui cùng máy lá quê. Cảm ơn nhiều. Dạ, rồi. Đồ mà. 1 2 3 vô. Máy lá quê. Vậy cho vậy. Cái vô. Bê sườn trâu chấm đó. Cũng vô lắm. Vô nè. Vô. Dưa hấu chấm ớt là bún luôn, cực kỳ ngọt luôn. Ăn nắng thì nó khác hơn mùa mưa. Đầu bếp máy quê gọt khác ha, đầu bếp máy quê gọt khác.